đang suy nghĩ gì bộ? Để em kể anh nghe, hồi sáng em kể anh với mọi người nghe. Hồi sáng lúc mà em đi mua mì ăn đó, đi qua cái ngã tư Kỳ Đồng với Nguyễn Thông đó, thì thấy có cái cô đó có bán vé số lại rồi, cho bán xin số lại rồi, xe đạp, rồi ngồi ngay góc cột điện ngay ngã tư gì đó, dựng xe đạp gì đó, rồi ngồi dưới góc cột điện giữa góc cột điện gì nè. Đâu có mặt gì hả? Gì đó, mặt cổ gì đó. Thất thần nha. Ờ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gì đó. Trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm gì đó. Xong cái thì lỡ mình lướt ngang rồi, mình thấy xong rồi, mình nói thôi để mua bánh mì xong rồi lại mua vé số á cho cô phụ. Cái tự nhiên chạy về xong cái em quên luôn đó. Cái em mới xách xe em chạy một lần nữa, em chạy ra thì hên đó là cô đó đang dẫn xe đạp đó, đi qua hướng Nguyễn Thông á. Cái em gượng theo, em gượng theo, em kêu cô không nghe. Cái chú xe ôm á kêu giùm. Cái em mới để ý tới cái chú xe ôm, mặt chú xe ôm gì nè. Ngu hơn cô luôn à. Mặt buồn gì đó, mặt buồn mà thất thần, con mắt đó không có thần gì chân mắt đi. Mặt gì đó, cái chú dơm gì đó mà nhìn khổ ghê lắm nha. Xong rồi cái hỏi cô, ủa cô bộ vé số được bán lại rồi hả? Cô nói ừ con bán được hôm qua rồi. Ê, cô nói gì nè, phải bán lại thôi con ơi, đâu có chịu nổi đâu, nhà mấy đứa cháu nó ăn nhiều lắm, mình không đi bán, không có tiền. Rồi xong vậy, mua hai tờ vé số xong rồi cho cô thêm 50.000 luôn. Ở gì? Cho 50.000 rồi cứ lúc mua bánh mì mua có ổ cắt làm đôi. Bánh mì thì mua ổ cắt làm đôi, ăn sáng thôi, ăn lót dạ nè, ăn chi cho nó no. Tướng tôi vậy mà ăn cứ nửa ổ mì sao tôi sống nổi. Rồi xong á, mua hai tờ vé số rồi xong cái cho cô đó 50 luôn, nghe than nói nuôi mấy đứa nhỏ chịu không nổi. Rồi nói chung là ta còn khổ hơn mình nữa, thôi kệ đi. Mà anh thấy cái mặt của em diễn cái cảnh mà bán vé số cũng được rồi. Mới mốt em đi bán vé số đó, chuẩn bị mọi người nhớ thấy em mà ủng hộ vé số ủng hộ cho em nha. Cố lên nha mọi người, bye. Ủng hộ là 50, còn chồng là ăn cái nửa bánh mì. Ăn làm dữ dáng lại đi làm ca sĩ. Dữ dáng lại đi làm ca sĩ, hát là kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Thua rồi. Thua rồi. Vừa rồi là chúng ta mới nghe được tâm sự rất là tâm tình của nữ phi hành gia chúng ta trong một buổi sáng đi mua đồ ăn sáng, mà mua có nửa ổ mì thôi mà đã có quá nhiều những chuyện tâm tư. Như vậy là chúng ta qua câu chuyện của phi hành gia, chúng ta thấy là cuộc sống còn rất nhiều những mảnh đời khốn khó. Sau khi trở lại với bình thường mới thì những gương mặt buồn và những siêu nhân mặt buồn khắp thành phố rất nhiều. Và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng vượt qua và họ cũng sẽ được nhiều sự quan tâm từ chính quyền cũng như là từ những người xung quanh trong cuộc sống. Hy vọng rằng họ sẽ có được một cái cuộc sống tốt hơn trong cái đời sống mới, bình thường mới sau dịch. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, nhấn kênh subscribe nha.